Một là mày bị điên. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đấy bạn ơi. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video vlog mới cho các bạn xem rồi đây. Ok. Và bạn biết video vlog hôm nay sẽ là gì không? Đối bạn biết đó nha. Thôi khỏi cần biết đi, để mình nói cho nghe nè. Đó chính là hôm nay có rất là nhiều bạn đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình, bảo rằng là anh Phong ơi, anh hãy thử quay video cho anh chị Sammy đi đó. Bởi cho nên mình nghĩ đầu là cũng khá là lâu rồi mình chưa quay video cho anh Sammy nha. Cho nên hôm nay mình sẽ làm thêm một video cho mấy bạn ơi đó. Ok. Thì trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Ok. Còn hôm nay mình sẽ cho anh gì các bạn biết không? Đợi một tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn nghe nha. Ok. Cái tay hư quá, cứ xoa mông của Phong Cận hoài. Trời ơi. Ok, vào video nào bạn ơi. Let's go. Ok bạn ơi, mấy bạn có thấy gì đằng sau lưng mình không? Đó, xin giới thiệu các bạn luôn nha. Đây chính là nút vàng và nút bạc của mình đó bạn ơi. Thì cái nút bạc này thì mình đã đạt được khi mà mình đạt được 100k subscribe. Còn nút vàng này thì mình đã lấy được khi mà mình đạt được 1 triệu subscribe các bạn ơi. Tất cả là nhờ vào gọi là sự ủng hộ của mấy bạn fan ủng hộ cho mình đó. Cho nên mình đã có được hai cái nút bạc và nút vàng rồi, rất là xịn luôn. Ok, và mấy bạn biết không, là một YouTuber thì cái nút bạc hay là nút vàng đều rất là quý luôn. Bởi vì rằng là họ phải cố gắng rất là nhiều thì họ mới đạt được. Vậy cho nên á, nếu như mà bị mất cái nút bạc hay là mất cái nút vàng á thì sẽ rất là buồn luôn. Bạn hiểu ý mình không? Hôm nay mình sẽ quay một video á, chính là mình sẽ lấy trộm nút bạc của Sammy các bạn ơi. Sammy đã cố gắng rất là nhiều mới đạt được cái nút bạc này. Mà lấy trộm để làm gì? Mình sẽ lấy trộm xong mình đem đi bán nha. Thôi giỡn thôi. Nút bạc rất là quý, không thể nào bán được đâu. Với lại bán thì cũng gọi là không biết ai mua hay không nữa. Cho nên cái này chỉ là bán giả thôi nha. Bán giả thôi. Cái này nói là bằng bạc vậy thôi, nhưng thật ra nó không phải bạc thiệt đâu bạn ơi. Cho nên thật là cái này gọi bằng vàng nhưng không phải là vàng thiệt đâu. Cho nên là không bán được đâu. Cái này giống như là một cái huy chương vậy á, dùng để kỷ niệm thôi. Nhưng mà cũng rất là quý luôn. Không biết rằng là nếu như mà mình gọi là mình nói rằng mình bán nút bạc của Sammy thì Sammy sẽ như thế nào ta? Tưởng tượng cảnh thôi, Sammy sẽ kiểu gọi là giữ lên là Sammy sẽ nhào vô quýnh mình. Ui chùi, nghĩ thôi mà thấy sợ rồi đó. Ok, nhưng mà vì mấy bạn, mình sẽ thực hiện để mình cho anh Sammy cho các bạn xem nha. Ok. Và nhớ rồi đó, trước khi vào video này đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho mình nha. Ok. Và chừng chờ gì nữa, đi thôi, let's go. Hey. Nhưng mà khoan các bạn ơi, còn một vấn đề nữa. Đó chính là nếu như mà mình nói là mình đem đi bán á, thì tất nhiên là phải có tiền chứ đúng không? Nhưng mà tiền kiếm đâu ra giờ ta? Có cách rồi. Ok các bạn ơi, mình đã có cách rồi. Mấy bạn im lặng nha. Ok. Sim ơi. Ủa? Sao vào đây hay vậy? À thôi mặc kệ tôi đi. Nhưng mà quan trọng là như thế này nè. Sim có tiền đó không? Đâu tiền đâu cho tôi xem được không? Ủa gì mà tự nhiên xem tiền là sao vậy xíu? À tại dạo gần đây tôi không có tiền xài á. Cho nên tôi quên mất cái tờ tiền nó như thế nào rồi. Tôi muốn xem thử. Oh my god, cái gì vậy? Nhiều vậy? Đương nhiên tôi phải có tiền chứ. Nói chung đây chỉ là tiền chữ của tôi thôi. À đây là tiền lương YouTube đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, Simi làm YouTube được nhiều tiền hết. Ủa mà được nhiêu ạ? Cái này là 10 triệu. 10 triệu? 10 triệu bạn ơi, trời ơi, xịn nhỉ. Ui trời, tiền nó dính gì kìa Simi. Nó dính gì kìa, đây nè, chỗ này nè. Ok bạn ơi, mình đã có tiền ở đây rồi. Vậy là coi như đã giải quyết xong được vấn đề. Bây giờ cầm tiền và đi cho thế nào? Let's go. Đi thôi. Ok bạn ơi, thì đây chính là dàn máy tính của Sammy nè bạn ơi. Đó, bạn thấy dàn máy tính của Sammy đẹp chưa? Đây, có hai màn hình luôn nha. Và có nút bạc kế bên nè. Ok, thì mỗi ngày Sammy đều sử dụng cái máy tính này để quay video cho các bạn xem đó. Cho nên các bạn đừng quên là hãy like và subscribe ủng hộ cho Sammy nữa nha. Ok, Sammy đang nghe nhạc hả ta? Hình như là đang nghe nhạc. Còn đây, đây chính là bé cam mặt ngu. Trời, nhìn cái mặt đó các bạn, nhìn cái mặt nó kìa. Mặt nó ngu như heo vậy đó. Cái này mà cam, cái này là mình là mèo cái gì, cái này là con heo thì có. Mày với mày. Ủa đó bạn ăn ơi. Cho nhiều các bạn coi nè. Ăn cho nhiều của toàn mỡ không à. Mập như heo vậy đó chứ mèo cái gì. Hay, ok. Thôi, không thèm quan tâm đến cam nữa. Bây giờ mình sẽ để ý đến cái nút bạc này. Nhân vật chính của ngày hôm nay các bạn ơi.
Ok, bây giờ mình sẽ đem cái nút bạc của Sam đi, mình giấu nha các bạn nha. Mình sẽ giấu nha để xem coi không biết phản ứng của Sam sẽ như thế nào đây khi mà bị mất cái nút bạc đó. Và mình sẽ nói rằng mình đã bán nút bạc của Sam. Ok, đây các bạn coi nè. Sammy Đào, đó, 100k subscribe, nút bạc nha. Ok, đem đi luôn. Ủa, bên đây là cái gì đây? Wow, móc khóa Hero Team mấy bạn ơi. Trời ơi, trời. Wow, quá trời móc khóa Hero Team luôn nè. Wow, đẹp quá vậy. Ok, lấy luôn. Lấy đem đi luôn các bạn ơi. Lấy hết. Ê, có siro, có Simmy, Sammy đồ các kiểu thế nè. Mr. Dịch Phong Cận đồ, gom hết. Bỏ túi. Bỏ túi bạn ơi, gom hết. Gom bỏ túi. Đem giấu hết. Ok. Rồi, không thể nào quên nút bạc được. Đem đi luôn. Let's go, đi thôi nào. À mà quên nữa, Cam ơi. Nghe nè, không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa? Nếu như mà Sammy mà biết chuyện này á thì đừng chắc. Nghe chưa? Đừng chắc nghe chưa? Tháng này là không có thức ăn luôn nghe chưa? Không được nói ai biết nghe chưa? Trời ơi, mập như con heo luôn rồi. Nhớ á, không được nói cho ai biết nghe chưa? Đi đây. Wow, meo meo dừ mập như mèo. Châu châu lắm, chẳng được mẹ yêu. Thôi bỏ đi. Hát dở quá. Trời ơi. Tôi hát cho tôi nghe đâu. Nhưng quan biết làm cái gì vậy? Hả? À, lâu lâu buồn cầm điện thoại quay Cam chơi mà. Cam này dễ thương quá, quay Cam chứ ai quay bà đâu. Cậy ông Cam. Trời ơi, ôi đây tôi vuốt xíu coi. Mày. Cam. Nhưng giỡn xíu làm gì ghê quá. Thôi bỏ nó ra đi. Bỏ ra đi. Hôm nay tôi có quà cho bà nè. Bỏ nó ra đi. Quà gì? Quà gì á? Nè. Hộp quà siêu to khổng lồ. Ghê không? Fan tôi mà, thì không tặng tôi chi? Thằng Lai à? À, cái hộp này á là hộp của bà, nhưng mà quà bên trong là quà của tôi. Xịn không? Bruh. Sao không xịn? Quà bên trong là quà của tôi, quà tôi hơi bị đắt tiền luôn á nha. Ai biết được là ông chon tôi sao? Chon gì mà chon, trong đây là quà thiệt luôn á, tôi thề, trong đây là quà á. Nè, lấy đi. Ai cho? What? Người ta tặng quà là phải cảm ơn người ta đàng hoàng người ta mới cho, hiểu không? Ai biết được tặng quà thật hay không, lỡ cho anh sao ai biết được. Cho anh gì mà cho anh, tôi cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi biết cho anh ai là gì hết trơn á. Không cho tôi trên game không bị nhiều quá. Cho anh trên game thôi chứ đâu có cho anh ngoài đời đâu. Thôi được rồi nè, quà nè. À khoan, cảm ơn đi chứ, phải cảm ơn chứ. Ủa, cảm ơn gì, cảm ơn kỳ vậy, cảm ơn, phải khoanh tay lại, cảm ơn đàng hoàng. Cảm ơn được rồi, trời tôi khoanh tay, ông nhỏ, à, ông bằng tuổi tôi mà sao tôi phải khoanh tay chứ đúng không? Ê, bậy nha, người ta tặng quà cho bà. Bà muốn quà không? Muốn quà khoanh tay lại, cảm ơn. Cảm ơn thôi. Cảm ơn thôi hả? Thôi mệt quá, cứng đầu quá nè, cho luôn nè. Trời ơi trời. Thôi, được, các bạn coi cái khuôn mặt đang vui vẻ nè, đó không? Được tặng quà cái vui đúng không? Trời ơi. Có ai được tặng quà không vui không? Kỳ quá. Trời ơi trời. Cái này là gì vậy? À, bên trong đó là 100 con nhện á. Tự nhiên chọi quà của tôi. Không biết tôi sợ nhện không, còn giỡn rồi luôn à. Thôi, giỡn rồi, bên trong không phải nhện đâu. Bên trong là một món quà cực kỳ đắt tiền. Trời, nó đặt quà của mình. Nó sẽ bị xỉu đâu, nó sẽ nhức đầu đâu. Thôi, mở đi, mở quà đi. Vậy? Sợ nhưng mà sợ. Đèn. Hả? Gì? Coi đi, tự coi đi, hỏi tôi. Đó, vậy là có tiền để mua đồ ăn cho Cam rồi, mua xúc xích, mua ba tê, mua hạt cho Cam ăn nè. Đúng rồi. Mua áo quần cho Cam mà trời ơi quá trời. Mua cho Cam một cái váy thật là đẹp cho tôi. Wow. Ok. Ok luôn. Trời ơi, rất là nhiều tiền luôn á, 10 triệu lận đó. Ui, mẹ nè. 10 triệu luôn. Ơ, tặng gì mà tặng? Tôi có tặng bà đâu, cái này đâu phải tiền của tôi đâu. Tiền tôi lấy trộm của Sim á. Thôi tôi giỡn trời. Tiền này á đâu phải tiền của tôi. Là sao? À, thiệt ra nó không phải là tiền của tôi mà cũng không phải là tiền của Sim. Tiền của ai? Tiền của bà chứ tiền của ai? Ủa là sao? Tự nhiên tiền của tôi có rút tiền đâu. Ủa bà không rút tiền hả? Ui à. Tiền nó ở đâu ra ta? À thật ra tiền này là tiền tôi bán cái nút bạc của bà. Cái nút bạc à? Cái nút bạc mà bà đạt được 100k subscribe á trên kênh Sammy của bà á, tôi bán rồi tôi được 10 triệu nè, ghê không? Đùa chắc luôn á. Đùa gì đùa, bây giờ tôi hỏi bà nè, cái nút bạc để không làm gì hết thì bây giờ bán đi lấy tiền mua váy, mua đồ ăn cho Cam được không? Mất tiêu rồi, đừng nhìn, không có cái còn cái nút bạc ở đó đâu nhìn. Đúng rồi.
bán rồi. Không chịu, trả nút bàn cho tôi. Không. Không chịu. Không chịu vậy. Rồi xong buồn luôn. À, hồi nãy cầm tiền thì vui lắm mà sao giờ tự nhiên buồn. Ê, không giỡn nha, không giỡn nha. Ơi, 10 triệu lận nè Sam, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ bà để cái nút bạc bà đâu có làm gì đâu. Thì bây giờ bà bán cái nút bạc đi, bà được 10 triệu luôn. Nút bạc đó là của 100 fan đăng ký luôn á. Có tiền không mua được đâu. Có tiền cũng không mua được đâu hả? 100k luôn á. 100k luôn hả, ghê vậy. Thôi, tôi cho bà cái nút bạc của tôi lấy nút bạc của bà tôi đem bán. Ây da. Nút bạc bán rồi nè, bán rồi mới được tiền nè. Đi chuộc lại cho tôi. Ủa? Chuộc lại cho tôi. Vậy bây giờ nè. Ông bán cho ai để tôi đi chuộc nè. Vậy giờ giữa chọn tiền và nút bạc bà chọn nào? Nút bạc hả? Trời chuộc ơi trời. Tôi nhân bán vô duyên quá. Thôi, còn không thôi, giờ tôi bán lỡ bán rồi thôi bà không lấy tiền thôi tôi đem tiền tôi đi uống trà sữa. Này. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Tôi đi ăn KF chơi nha. Bye bye. Đau. Ây da trời. Sam ơi xin lỗi. Ây da tôi xin lỗi. Xin lỗi trời. Xin lỗi nó bàn của tôi vào. Trời nhưng mà trời. Ây da trời cái gì mà trời. Trời tôi hoài vậy. Bán lỡ. Lỡ bán rồi. Trả nút bạc cho tôi. Ây da. Không biết không chịu. Trời lại nè. Thì ra mày chọn cái chết. Ây. Đâu. Đừng. Đâu. Ok bạn ơi. Và mình đã cho Sammy xong rồi bạn ơi. Bạn coi nè thấy không. Mình có bị gì đâu. Trời ơi. Nhà là phải có nóc. Phải không. Nhà là phải có nóc. Trời ơi trời. Nghĩ sao muốn quýnh mình là quýnh hả. Nghĩ sao muốn quýnh mình là quýnh hả. Trời ơi trời. Ok. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các hành vi của Hero Team để đăng ký họ cho mình đó nha. Ok. Còn nói chung thì cái mặt của mình chỉ sơn tí màu cho nó đẹp thôi chứ mình làm sao bị quýnh được. Trời nhà là phải có nóc. Ok. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.